trường có hoa với hình của ai vậy cô? Từ từ rồi Mai Ngo kể cho nghe. Ủa, không nhấc chân lên nổi hả? Tùng lên dễ. Ừ. 38 nghìn của tao. Đừng ghê. Ở dưới kia kìa. Đâu? Chú. Cái gì? Bạn nữ tự tử sao rồi chú? Học sinh ở lớp tuổi trưởng thành tâm lý rất là phức tạp. Em có chuyện gì hả? Ba của con có quen với nhiều bác sĩ tâm lý giỏi. Con không có bác gì hết á. Nhà Thảo á, kỳ lắm. Cuối tuần này tao đi rừng chặt lan. Đi xong còn ghét nhà nữa tao con rồi mày. Được đi rừng như vậy thích thật á. Nếu mà Thảo thích á, thì sau này cứ cuối tuần mình đi rừng với nhau. Thạch muốn khám phá cái vùng Tây Nguyên này. Thật xin lỗi. Không phải lỗi của thầy. Ai hình nhau? Cứu tôi với. Sao đó? Vậy chị biết Aroc có đi cùng đường rừng nào? Hay là nó đi hướng nào không chị? Trời ơi, rừng rộng lớn bao la, vậy biết nó đi hướng nào? Cô ra cùng ơi! Cái gì vậy? Aroc này, cậu hay đi rừng như vậy thì có biết chỗ nào có cái đồng hoa thạch thảo không? Làm gì có. Có mà. Cảm ơn Thạch nha. Lâu lắm rồi Thảo mới được vui như vậy đó.